Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube VNEWS Truyền hình Thông tấn nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Kính thưa quý vị và các bạn, trong kết luận điều tra vụ án xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Trong quá trình điều tra, sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng, lái xe, và Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan, đã phơi bày quá trình vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Lan. Theo kết luận điều tra, mặc dù không giữ chức vụ tại SCB, song bà Trương Mỹ Lan là người có quyền lực tuyệt đối tại ngân hàng này, với việc nắm giữ hơn 91% cổ phần của ngân hàng này thông qua 27 pháp nhân, cá nhân. Bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng như một kênh huy động vốn cá nhân, lợi dụng tình hình để rút hơn 1 triệu tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, các bị can và nhân sự cấp cao tại SCB đã tuân thủ theo chỉ đạo của bà Lan, ký hợp thức hồ sơ và thực hiện các quy trình vay vốn mà không tuân theo quy trình pháp luật. Bên cạnh đó, cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân được giao quản lý nhiều doanh nghiệp trong đế chế Vạn Thịnh Phát của người phụ nữ này. Vân đứng tên và điều hành nhiều công ty ma với mục tiêu lập hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tập đoàn với hơn 1.000 công ty con và thành viên. Hệ sinh thái của tập đoàn này được chia thành 4 nhóm, trong đó với nhóm định chế tài chính tại Việt Nam thì ngân hàng SCB được coi là quan trọng nhất. Kết luận điều tra nêu: Tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân, pháp nhân ma để thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc chỉ đạo cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền. Nhóm cán bộ lãnh đạo SCB xuất tiền theo một quy trình có sẵn, bất chấp các quy định của pháp luật. Tiền mặt được chuyển ra khỏi SCB và sau đó chuyển lòng vòng trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Kết quả của điều tra đã xác định rằng có 1.284 khoản vay với hơn 483.000 tỷ đồng nợ gốc đã được thực hiện thông qua các tài khoản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân. Quá trình điều tra vụ án xác định có nhiều chuyến xe chở tiền đến trụ sở của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại thành phố Hồ Chí Minh để giao tiền cho bà Trương Mỹ Lan hoặc chuyển trực tiếp cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng, lái xe, và Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của bà Lan cho thấy. Từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan, bị can Dũng đã vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood 127 Pasteur quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các hành vi đã kết luận Bộ Công an đã tách vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu và rửa tiền để tiếp tục điều tra. Trong 22 người đã bị khởi tố để điều tra trong giai đoạn 2, bị can Bùi Văn Dũng và Trần Thị Hoàng Uyên bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ cùng với 6 người khác bị cáo buộc có hành vi rửa tiền. Bên cạnh đó, theo kết luận điều tra, với việc nắm quyền chi phối số cổ phần ngân hàng SCB, bà Lan đã đưa người của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB như chủ tịch hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, giám đốc các chi nhánh lớn, trưởng ban kiểm soát để sử dụng những người này điều hành, chi phối toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB. Bà Lan trả mức lương cao cho họ từ 200 đến 500 triệu đồng một tháng. Trong số này, có bị can Bùi Anh Dũng. Bà Lan khai cho ông Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị SCB vì hiền lành, không quậy phá, được lòng người. Giai đoạn Bùi Anh Dũng làm giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành. Các khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên tập đoàn phối hợp với phòng tái thẩm định để tạo dựng hồ sơ vay. Sau đó, hồ sơ vay được chuyển về chi nhánh để nhân viên lãnh đạo ký hợp thức và chuyển lại phòng tái thẩm định hoàn thiện thủ tục. Giai đoạn Bùi Anh Dũng làm phó tổng giám đốc khối doanh nghiệp kiêm thành viên hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, chỉ ký hợp thức các bộ hồ sơ vay vốn của tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng không họp giả soát, đánh giá khoản vay như các khách hàng thông thường khác từ ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022. Bùi Anh Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị. Bị can Bùi Anh Dũng ký hợp thức nghị quyết phê duyệt khoản vay của các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan để hợp thức hoàn thiện hồ sơ sau khi khoản vay đã được giải ngân. Điều này ngược với quy trình cho vay thông thường. Bùi Anh Dũng biết rõ khoản vay nào là khoản vay của tập đoàn Vạn Thịnh Phát là do Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB và Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB thông báo lại sau khi Dung Hoàng nhận chỉ đạo trực tiếp từ bà Trương Mỹ Lan. Các khoản vay này đều có điểm chung là chỉ ký hợp thức hồ sơ, thủ tục cho vay để giải ngân, rút tiền của ngân hàng SCB theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Thực tế, các đơn vị tại ngân hàng SCB không có việc thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản đảm bảo không quan tâm phương án vay thêm các khoản cho vay đối với nhóm khách hàng thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan. Trên hệ thống dữ liệu core banking của ngân hàng SCB được tạo thêm trường dữ liệu với ký hiệu là HSTT để ghi chú khách hàng phục vụ việc theo dõi, thống kê và phê duyệt cho vay, bỏ qua quy trình cho vay thông thường theo quy định. Bùi Anh Dũng thừa nhận đã ký các tờ trình thẩm định, biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị Nghị quyết đồng ý cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát là vi phạm pháp luật. Quá trình làm việc tại ngân hàng SCB, ngoài tiền lương, tiền thưởng nhân dịp lễ Tết, Bùi Anh Dũng còn được Trương Mỹ Lan cho 500.000 cổ phiếu SCB tương đương với 5 tỷ đồng. Căn cứ kết quả xác minh, lời khai các bị can và đối tượng liên quan, đủ căn cứ xác định Bùi Anh Dũng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực đồng phạm với Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cụ thể, với hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015. Bùi Anh Dũng liên đối gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 187.600 tỷ đồng. Với tội tham ô tài sản, quy định tại khoản 4, điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Anh Dũng liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 104 tỷ đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 26.300 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Bùi Anh Dũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được rõ hành vi vi phạm. Còn quý vị, quý vị nghĩ sao về vụ án trên? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video cho chúng tôi được biết đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube VNEWS Truyền Hình Thông Tấn. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.